个猪人又加年年年年年年。ăn đuôi gà. Con đang làm gì? Chào Hà My. Chào bà Cốc. Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Đây Về Cuộc Sống Pháp. Trang đang ở sau nhà, phía sau nhà của Trang nè. Ông xã Trang đang rửa cái hồ bơi. Thì cả nhà thấy cái hồ bơi nó vàng không? Nó bị rong á. Hồ bơi là như vậy đó, rất là cực. No, ça détache pas. Je surveille. Cả nhà thấy không? Dưới này là mình phải bỏ clo, là cái chất tẩy, cái chất mình nó diệt rong. Nó diệt xong rồi rong nó nằm ở dưới vậy nè, thì mình phải hút nó bỏ. Mà hút như vậy là nước nó ra rất là nhiều luôn. Tốn rất là nhiều nước. Mà cũng hên là nước này là nước giếng đó nha, mình bơm nước giếng. Tụi anh chạy lăn xăng lên xăng. Thì mình hút cái đó thì nước nó ra như vậy nè. Này cả nhà xem nè. Mà nếu tại vì nhà Trang có cái lỗ này nên để qua đây, chứ thường thường nó chảy ngoài sao, chảy qua nhà hàng xóm làm cho ngập nhà hàng xóm, ngập cái vườn nhà hàng xóm. Con chào ông bà cô chú đi con. Mà cô chú. Đó thì vậy đó. Ông xã Trang đang hút và nhìn cái nước nó ra màu cái màu nó hơi màu xanh luôn á. Đây là hôm nay trời nó mưa. Cái nhà mình hút gì nước nó ra rất là nhiều luôn á. Hên là nãy Trang nói, hên là nhà Trang có nước giếng chứ không thôi là trả cái tiền mà nước hồ bơi này là đắt dữ lắm luôn. Mà bây giờ là đang cấm không cho được chăm nước vào hồ bơi, không được tưới cây, là tại vì đang hạn, đang vào mùa hè, người ta sợ thiếu nước đó nha. Nên là đã cấm ở dưới Trang cấm nha, tùy theo vùng. Nên là nếu mà bạn là ở Pháp thì nghe Trang nói thì cũng tùy theo vùng nha, chứ nếu mà vùng của bạn không có là bình thường. Đó. Còn vùng của Trang là vùng Bọt Đô thì có nha. Cái này là mình hút ra. Còn thường thường á, ông xã Trang có một cái máy nữa, cũng đem vô và chị Mưa cũng đem vô, thì nó tự xuống đây nó rửa hồ bơi luôn. Cái một cái robot đó cả nhà. Đây nè cả nhà, còn đây là chỗ này ông xã Trang hút ra, thấy không? Nó trong, thấy không? Chỗ hút ra cái nó sạch, còn mấy chỗ kia nó dơ. Cái này bao lâu rồi ổng làm? Cũng cỡ 2 tháng. Mũi hả con? Đập nó quay vòng coi nó có ngoài sao không. Mũi dữ lắm, sao vườn Trang mũi dữ lắm cả nhà. Trang lại đây Trang bứng mấy cái mũi nó bay mất tiêu hả? Sao anh có bị mũi chích không con? Lại cho mẹ coi đây. Sao anh mũi nó chích ngay Trang cái chán. Tu m'appelles si t'as besoin de moi, je vais continuer. Đây là cái cây tre đi của hàng xóm. Còn đây là bụi tre. Thì tự giờ Trang đang ngồi đây, Trang nhổ mấy cái cỏ này nè. Là tại cả nhà biết sao không? Mình nhổ cái gì để mình coi được. Nếu nó dơ nè, mấy cái cỏ này nó dơ, nó không có đẹp. Chứ lại bây giờ cả nhà thấy là tre nó bắt đầu nó mọc rất là nhiều luôn nè. Mọc đầy hết trơn luôn, ở đâu cũng có cho nè, thấy không? Này tre nè. Nó xỉa ra đầy hết. Mà cái này là để chắn nó, không có được cho nó đi ra chỗ khác, không có được đi ra cái phạm vi này, nó chỉ nằm trong phạm vi này thôi. Tại tre nó nằm trên không mà nó không sắn xuống dưới. Mà cái này nó cũng sâu lắm á nha, cái rễ nó cũng sâu lắm. Thì cái tre này là nó, nếu mà mình phải để cho nó như vậy nè, chứ nó không có được qua bên này, nó qua bên này nó sẽ tiếp tục luôn ở mọc rễ bên này, thì nó cái vườn của mình coi như là tiêu luôn á cả nhà. Là nó tre không à, mà tre nó mọc rất là nhanh luôn nha. Trang để xuống có mấy tháng à, hai vợ chồng để xuống nha, tre này có mấy tháng rồi, bây giờ nó lên đầy hết trơn, cả nhà nó mọc đầy hết trơn đó. Nên là mình phải cẩn thận, phải coi cho nó, đừng có tre nó đừng có qua bên này. Qua bên này là nó sẽ qua bên cái vườn của mình á, nó mọc đầy hết trơn cái vườn luôn, là coi như là nó mệt, nó sẽ đi tới, nó mọc tới nhà mình luôn đó, tới nhà nó sẽ làm hư hết trơn cái vườn của mình. Đó là trước khi làm cái này thì ông xã Trang cũng có như là hỏi những nhà làm vườn đó, thì người ta nói là chắn cái này nè thì được à, mà chắn như cái độ sâu bao nhiêu vậy đó. Bây giờ thì hái mấy cái này nè cả nhà. Sáng nay thì trời vẫn còn sớm, giờ này chắc cũng khoảng 10 giờ sáng, và hồi tối này trời mưa rất là nhiều luôn cả nhà, mưa trời rầm á. Đây nè, sáng bầu trời xám xịt, nhưng mà trời nó có được cái nó mát, chứ không thôi là mấy bữa nay trời nóng quá. Trời mát được cơn mưa gì nó khỏe. Mũi nó chích chan quá.
Hai đứa nhỏ lại đây coi, vừa bứt mấy cái cỏ này và vừa trăm hai đứa này luôn, nó lỡ nó té xuống này nữa. Ê, sao em con mới lại gần đó, con té xuống đó nha con. À, giờ nó nước nó ngập lên rồi đó. Mà ông xã Trang chưa có hút được phân nữa là nó đang ngập nước đầy hết rồi đó cả nhà. Hút được mới có một khoảnh một à. Y'a déjà plein d'eau là-bas. Ah, tu veux que j'arrête? Ouais. C'est au milieu, c'est ça? Ouais, c'est le bouton qui est en bas, à droite du compteur là. Ouais. Đây là cả nhà. Xã Trang kêu Trang tắt cái máy. Ông nói là tuốt cái dưới để bập. C'est bon. Đây là trong cái nhà này nè, lu bu hết trơn. Bởi vì định làm lại là nó nhỏ quá, không có đủ đồ để chứa, không có đủ chỗ để chứa đồ. Em tắt rồi. Sao vậy anh chạy? Sao anh nó lúc nào nó cũng chạy nhảy tưng tưng cái chân, tràn đầy năng lượng. Trong này là hôm trước má chồng Trang xuống, má chồng Trang nhổ cỏ giùm trong này nè, nhổ luôn mấy cái cây dâu hết trơn luôn, không còn một bụi dâu. Trang lại Trang coi còn một bụi dâu, nhổ hết trơn luôn, nhổ cỏ nhổ luôn bụi dâu. Chỉ còn một vài bụi dâu nhưng mà như là nó khô à, nó khô à, nó khô cũng nhiều này, là nó khô, này là mấy bụi dâu nó hết mùa rồi cả nhà. Cây này cũng hết mùa luôn nè. Đây là cả nhà, giờ Trang sẽ bỏ con gà này vào trong lò nướng, nướng ăn gà nướng vì nó nhanh. Trang để vào thì một tiếng sau thì mình ăn thôi. Này thì đáng là phải trở lại, nhưng mà Trang sẽ úp cái mặt này xuống nè. Và xong rồi á, tí khoảng nửa tiếng sau Trang trở cái mặt kia lại, cái này nó da nó vàng. Trang sẽ để một tí nghệ vào cho cái da nó vàng. Thì ông xã Trang vẫn còn hút ở cái hồ bơi á, vẫn còn chưa làm chưa xong. Trang thì cỏ thì Trang bứng nhiều lắm rồi nhưng mà cũng chưa xong nữa. Trang để cái này vào trong lò nướng xong rồi Trang sẽ ra tiếp tục. Bên này sướng cái là gà ăn nó như món ăn gà nướng rất là nhanh, bỏ vào lò nướng là xong rồi. Con gà này Trang mua, Trang mua bao nhiêu tiền ta? 10 đồng, 11 đồng, 10 đồng 57, 11 đồng. Gà này nó ngon. Đây là cả nhà, Trang bỏ mấy cái rau mùi tây khô Air de Provence, bỏ một tí nhụy hoa ngày tây cho nó có cái màu, với lại cái gì đó nghệ, bỏ tiếng nghệ, Trang bỏ nghệ rồi với dầu ô liu. Bây giờ Trang để nước lên trên này nè đó, rồi nếu mình có thời gian thì mình lại mình trong lúc nướng mình tưới cái nước lên á cho cái gà của mình nó không có bị khô cả nhà. Nướng rất là đơn giản mà ăn rất là ngon luôn nha. Bây giờ Trang sẽ để nước lên. Đây Trang để nước như vậy là cái gà nướng mình nó sẽ không có bị khô. Và một tí nữa mình có một tí nước mình Trang lên mình ăn với lại pát hay là ăn với cái gì cũng ngon hết á. Đó, nước này nó trong này thấy không, Trang đã bỏ cục nêm nè, tí muối nè, tí nhiều như vậy rồi nước mỡ của gà nó ra nữa cả nhà. Trang thì không ăn nước mỡ đâu, Trang sức hớt bỏ hết nè, nhưng mà nó sẽ thơm, nước mình thơm. Đó, để một tí xíu nước như vậy đó, giờ Trang sẽ bỏ vào lò nướng. À, bỏ vào lò nướng nướng một tiếng đồng hồ, 210 độ C, rồi tí nữa là nấu bát làm cái gì đó nuôi á, ăn với cái này rất là ngon luôn cả nhà. Ông xã Trang hút nó được vậy nè, cả nhà thấy một bên chỗ nào mình đã hút nó sạch không, còn bên kia nó vàng, tại vì ở chỗ này là sợ nước nó tràn qua bên hàng xóm nên là mình hút tí xíu rồi mình phải đợi cho nước nó rút rồi mình mới hút tiếp cả nhà. Đây nè, còn tí xíu nữa nó rút hết rồi. Trang lại đằng kia, từ giờ Trang nhổ mà cái cỏ này cũng muốn sạch rồi đó. Cả nhà nhìn thấy gì nè, nhìn thấy mát con mắt, nhìn thấy sạch sẽ.
À, cả nhà thấy không? Đây là nướng xong rồi nè, sau một tiếng nè, đẹp không? Nhìn gà ngon quá, để nó mở nhạt cái bên đó nha nhà. Giờ Trang sẽ cắt cái con gà này ra. Đây là cả nhà, có dưa hấu, dưa leo, dưa lưới. Đây là thịt gà Trang cắt ra. Đây là ngon. Eden đi xuống, nó xuống bên. Đây nè. Eden có ăn một đùi gà ha. Có ăn đùi gà không Eden? Xin chào cả nhà. Xin chào chú. Con nói con chồng, con mời bà cô chú ăn đùi gà. Con chào bà cô chú ăn đùi gà. Con mời. Con mời nhau bà cô chú ăn đùi gà nè. Sao vậy nè? Bà cô chú ăn đùi gà. Ngon không con? Chưa ăn nữa hỏi ngon không rồi mẹ kỳ quá. Sao em thích ăn? Ngon quá. Ngon lắm. Nóng quá hả? Đợi đi, đợi cho nó nguội đi mà thấy có nóng gì đâu. Sao em nó ăn? Ăn hết thịt rồi. Hai đứa nó thích ăn da lắm, cả nhà da này nó ngon. Mà Trang không có ăn da đâu. Mời cả nhà nha. Hay với lại Pat, con nuôi. Nuôi bên này nó có nhiều loại lắm cả nhà. Đây, loại này giống như là cái nơ vậy. Chấm một tí nước ớt cay cay. Dừa hấu. Dừa hấu, dừa lưới, dừa lèo. Où dis-je comme le bateau? Bateau, hein? Le bateau? Non, mais le bateau, il traverse sous l'eau. Bateau? Non, le bateau. Là cả nhà sau bữa ăn hết rồi nè, ngon quá. Gà nướng đơn giản vậy mà rất là ngon. Một tiếng đồng hồ trong lò nướng. Em ra. Đây nè cả nhà, hôm nay là ngày thứ năm. Ngày thứ năm Soen tập chạy xe đạp nha. Cả nhà xem nè. Thành quả sau mấy ngày. Hôm ngày đi tập tối quá nên là Trang không có quay. Tối tại vì ban ngày trời nóng quá nên tập tối. Hôm nay ông xã Trang đi làm lại rồi. Thì Trang tập sớm sớm cho nó tập sớm sớm một tí nữa về tắm rửa ngủ. Mấy bữa trước trời tối quá đi. Đây là cả nhà, biết chạy rồi thấy không? 5 ngày tập. Hôm nay đã chạy được, nó giống như đèn luôn á. Cùng ngày giống như đèn luôn, 5 ngày. Quá giỏi luôn, sư anh quá giỏi luôn. Đáng ra là hôm qua, hôm kia là nó đã chạy được rồi cả nhà. Nhưng mà mình sợ cứ chạy theo nó hoài à. Hôm nay ông xã chồng buông tay ra luôn. Tại biết nó biết chạy rồi. Có một cái là lúc mà mới lên á, mới lên nhắn nó khởi động á, lúc đầu á thì nó hơi còn yếu, bây giờ nó chạy được rồi đó. Với lại cái này lên dốc là nó yếu, cái còn như là cái sức nó ở chân còn yếu nên là nó lên dốc nó hơi bị yếu, không có lên nổi. Cái này là lên dốc nè, bên kia là xuống dốc. Đây đang chạy theo gì đó. Sao anh giỏi quá ta ơi. Năm ngày chạy phà luôn. Tại vì nó đã có thăng bằng rồi cả nhà. Chiếc xe mà nó đẩy á, lúc trước á, gọi là từ Kaizen đó, là nó đã tập cho nó thử giữ cái cân bằng, thăng bằng, nên là lên đây chỉ cần đạp thôi, chỉ có sức vào trong hai cái chân là nó có thể đạp được rồi. Nó đã có thăng bằng sẵn rồi cả nhà. Mệt, lên dốc mệt chạy không được. Lên dốc mệt quá. Cái này nó lên dốc tí xíu, ở chỗ kia thì nó xuống dốc.